quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Bà Tân Vlog từ chối nhận tiền của Trấn Thành. Cuộc đời bà đến gần cuối đời rồi mới được bước vào sân khấu siêu to quốc gia này. Cũng thỏa lòng mãn nguyện rồi, bà Tân Vlog nói. Vừa qua tập 13 chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 6 lên sóng. Vì đây là tập gala chung kết nên sẽ có sự trở lại của các gương mặt quen thuộc, trong đó có cả bà Tân Vlog. Trở lại Thách Thức Danh Hài, bà Tân lần đầu bỏ chiếc áo chấm bi quen thuộc để mặc áo hoa rạng rỡ, khác hẳn hình ảnh của bà trên YouTube. Trường Giang thấy vậy mới hỏi, hôm nay không mặc áo chấm bi à? Bà Tân đáp, bà tiếc quá hôm qua bà giặt nó chưa khô nên không kịp mặc, nay bà không mệt, bà ăn rồi và bà bu lắm. Trong tập này bà Tân không giao lưu nhiều mà vào thi luôn. Ở vòng đầu tiên, con trai bà Tân là Hưng Vlog tạo hình huống bằng cách kéo Lê Giang vào. Con muốn chết vì Lê Giang đòi bỏ con, mẹ giúp cô ấy làm YouTube đi. Bà Tân thấy thế, giả vờ xem kênh YouTube của Lê Giang và chê bai Lê Giang phản cảm. Clip quay gì mà chán thế? Con bảo nó là mỗi lần quay clip chỉ nên quay hai cảnh tay thôi, chứ quay cả người thế này không được. Người nó siêu to khổng lồ lắm, nhìn Lê Giang phản cảm lắm, không ai xem đâu. Câu nói này của bà Tân đã khiến Trấn Thành bật cười. Tới vòng 2, bà Tân tiếp tục lôi Lê Giang vào câu chuyện và nói, con ơi, từ nay về sau không được rủ con Lê Giang vào nhà mình chơi. Con Lê Giang có tính ăn cắp vặt. Vừa nghe bà Tân nói câu này đầu tiên, Trấn Thành đã cười ngặt nghẽo. Anh nói, bà Tân này có cái hay là bà ấy rất đời, nói cái gì cũng đời. Tôi phải tự dặn mình không được cười nội bộ nữa. Chứ hai vòng đầu toàn cười nội bộ vì bà Tân lôi người trong nội bộ nhà tôi ra nói. Sang vòng 3, bà Tân đòi con cho mình đi lấy chồng, bà than. Con ơi, mẹ không làm clip nữa đâu, mẹ làm clip chúng nó cứ chê mẹ nấu thừa nấu thiếu, thôi mẹ đi lấy chồng. Con trai bà Tân hỏi, mẹ định lấy ai? Bà Tân đáp, mẹ muốn lấy Ngô Kiến Huy, bây giờ mẹ nhiều tiền rồi, mẹ phải lấy chồng, nhà mình không nuôi chó, không có đàn ông, nên mẹ phải lấy chồng. Sau đó bà gọi với sang Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy ơi lấy bà đi, bà giờ nhiều tiền lắm. Tiếp mục này đã không khiến hai giám khảo cười nên bà Tân đã bị loại. Điều này khiến bà Tân giận con vì quên bài, làm hai mẹ con bị loại. Con quên đấy, đáng lẽ con phải hỏi mẹ vì sao muốn lấy Ngô Kiến Huy, nhưng con không chịu hỏi. Trấn Thành thì nghiêm khắc phê bình bà thiếu tinh tế. Có ý nhưng thiếu tinh tế, phải nói gì hợp lý cơ. Tôi cười từ trước đến giờ, đều đến từ sự tự nhiên của bà chứ không phải chuyên nghiệp gì hết. Nên được như thế này là vui rồi. Hy vọng bà Tân Vlog sẽ làm thêm nhiều clip nấu ăn cho các cháu xem. Thôi thì hai mẹ con đường xá xa xôi đến đây, tôi gửi tặng cho 5 triệu. Lúc này bà Tân mới gọi Trấn Thành ra và nói, Thành ơi, bà bảo này, cuộc đời bà đến gần cuối đời rồi mới được bước chân vào sân khấu siêu to quốc gia này, cũng thỏa lòng mãn nguyện rồi. Trước khi vào thi, bà đã bảo các cháu là thi, cho biết đây là biết đó, cho vui, chứ có được phần thưởng cũng không lấy. Bởi vậy bà gửi lại cháu Thành 5 triệu này để cháu từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà muốn nói với cháu Thành đôi câu, bà gần hết đời mới làm vlog, nhưng gặp thời nên được ủng hộ. Nói thật là bà phải gặp thời mới có tiền vào Sài Gòn hưởng thụ, chứ không gặp thời thì vẫn đi phụ hồ cấy thuê, làm gì có tiền mà vào đây vui chơi. Đến đây bà mãn nguyện lắm rồi. Những lời nói này bà Tân khiến Trường Giang phải chắp tay cúi lạy.